tượng nè mọi người. Ở dưới quê chú mình gửi lên cho mình được hai con còn sống nhăn luôn nha. Giờ mình đem đi chiên xù chấm mắm me, nó hơi đừ rồi các bạn. Nè mọi người, bây giờ mình để cho dầu nó ngập rồi, rồi sau các bạn mình cho cá vô. Cái này mình chỉ mần rồi mình lấy ruột ra thôi nha. Ui nó văng nữa rồi. Đó. Mọi người giờ mình làm tới nước mắm me nha. Thì cục me mình cho nước sôi vô đây. Rồi mình dầm dầm gầm cho nó tan. Mà dầm quá tay nó hơi đặc. Lát không mà đặc về nó mới ngon nè. Vẫn là món liên quan tới chấm chấm cuốn cuốn là vẫn phải mua thêm chả giòn mà để mặn. Ok bây giờ mình dầm me rồi mình lượt qua để cho mình bỏ hết mấy cái hộp này. Các bạn giờ mình sẽ cho đường vô nha. Hồi nãy này mình cho đường trước rồi. Tiếp tục mình cho nước mắm vô. Các bạn nhớ là mình nêm nếm lại cho vừa ăn nha. Nếu mà nó mặn quá thì mình cho thêm đường. Còn lạt quá thì mình cho thêm miếng nước mắm. Mình cho tỏi vô. Vậy lên. Rồi mình ăn tới đâu rồi các bạn, ăn cay hay không cay gì thì mình bỏ ớt vô sau. Chứ bây giờ mình bỏ ớt vô rồi thì những người ấy, người ta ăn cay không được, người ta ăn không có được. Cái bây giờ mình nêm nếm lại nữa là xong. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình là Trần Phước Đại. Em là Linh. Thì hôm nay anh em mình được lộc ăn nha các bạn. Thì của một chị đó như vậy, chị cũng thích anh em mình á, con của chị đó thích, cho nên là chị tặng cho anh em mình tới ba con cá lận, mà mình làm hai con thôi, còn một con mà để dành lại để chiên xù của bánh tráng mình ăn chung với chả giò nữa bạn. Mình làm mắm me nha, trời mới có giới thiệu món thôi mà nước miếng nó tươm nữa. Thôi giờ mời mọi người luôn đi, để mình múc mắm me vô đây. Mời mọi người. Mắm me mình làm vừa ăn các bạn. Các bạn đừng có làm mặn quá nha. Làm mặn mặn ngọt ngọt được rồi, chua vừa miệng ăn. Lại biết lấy cái giá bự được rồi. Muỗng này múc tới Tết Congo mới xong. Hồi nãy mình kêu anh mình lấy cái muỗng này múc cho nó tỉ đúng mỉ. Múc rồi. tới 5 sao, chục năm sao. Em ăn dưa leo, ủa em ăn đậu phộng không? Dạ ăn. Em ăn ớt không? Dạ ít. Đây đây. Vậy được rồi. Trời ơi, dưa ớt nó thơm. Ở nhà mình tự bầm luôn các bạn. Nè. Lát miếng đậu phộng vô. Đó. Nhìn nó thật là hấp dẫn mọi người ơi. Đây. Của mình ít ớt lắm, nhìn nó không hấp dẫn lắm. Ok mọi người, bây giờ mà mọi người cùng ăn với anh em mình nha, để mình vẽ một miếng cá cho mọi người nha. Trời ơi. Ừ, ăn dầm đi. Đó. Từ tháo thịt. Đó. Đây. Thôi ơi nó rớt. Mời mọi người nha. Nè. Chấm miếng mắm me cho mọi người luôn nè. Ăn không trước đi rồi mình cũng bánh tráng. Đó. Mời mọi người. Rồi. Hấp dẫn quá. Hơi bị phê luôn. Cá này nó ngọt ngất phải không? Chị nói là bữa nay chị giết ao á. Ba chén. Đây.
Mình đăng vậy chắc mấy bạn không thèm đâu ha. Thèm xỉu luôn chứ không thèm. Không thèm mà tức á. Bỏ cái đũa xuống đây rồi. Đũa là đũa gì nào, hiểu không? Dạ. Em hay đổ bể mà em hay điệu quá. Trời ơi, bữa nay ai đem vịt gà về vậy trời. Đem về mà không cho ăn uống gì hết, nó la làng là sớm rồi. Cá nó rớt xuống dưới rau rồi, mình để vô luôn. Để một cuốn chả giò vô. Để thêm miếng dưa leo vô. Mình cái chắc chắn lấy cái cuốn của ảnh sẽ bị... Chưa có bún, miếng bún vô. Đó. Cuốn lại. Đây mà mọi người miếng cuốn. Miếng cuốn. Đây nè mọi người ơi. Chấm vô. Mời mọi người nha. Ăn hạn chế thơm, nhìn kỳ lắm. Nó mới rớt. Cắn từ từ thôi. Ê, nước me vừa ăn ha. Lúc đầu á, mình nghĩ á, cái này giống như phải chấm mắm nêm chứ, sao chấm mắm me. Mình nghĩ nó sẽ bị chua. Không, mình giờ mình thấy ý nghĩ đó sai lầm rồi. Ngon lắm mọi người. Trời ơi, đồ ăn ngon mà gió mát nữa mà. Trời, cái miếng salad không đã. Nhìn miếng salad nó nhỏ xíu à. Công nhận bỏ có một miếng ớt rồi bạn. Mà cay ghê luôn. Anh em mình ăn con nào con tại vì để con nguyên cho những người sau ăn. Còn món chả giò này thì khỏi nói rồi. Giúp nào mà có mấy cái vụ mà chấm chấm cuốn cuốn á, mình đều có nó. Là lá xô, lá xô của trái giò. Nè mọi người, cái lớp da mà mình chiên dầu nóng á, giòn gụm luôn mà. Chấm vô. Xương. Gió mát ghê bạn. Gió mát nó cũng bay luôn cái máy vậy.
thấy da mình nó nhiều bún quá. Mời mọi người. Ăn này nè. Phải uống nước dừa các bạn. Mới đúng bài. Che mặt anh này nè. Thấp xuống nha. Coi chừng. Coi chừng chị hai của em. Nếu mà em sợ gì thôi em vẽ cái ra trước đi hiểu không? Rồi em thấy đấy bánh chán. Chứ thôi em vẽ rồi cái em vừa cầm bánh chén này cái tay kia em đâu có cầm được cá em vẽ đâu, thành ra nó lụp chụp. Dạ. Cuốn cho nó rộng rộng suốt trời do định làm hai miếng cuốn cho rộng rộng tự nó hít vô luôn rồi. Mới nhắc nó xong mình giờ nhập. Chứ dịch tới mình. Món này nè, mấy bạn nào mà ở nước ngoài rồi đó, bạn nó mới xỉu chết ngay giờ phút này luôn. Rào xanh. Anh sẽ dĩ cá. Dĩa cá hả? Dĩa? Ừ. Nè, cái da nè, em ăn đi. Em, cái da ngon á, em ăn đi. Cái da giòn giòn. Nè, nè. Em nói xuống. Thịt đây nè. Ủa, mình mọi người mình hay nghe người ta nói á. Cá mình ăn mình không được. Được dĩa. Lật không? Ừ. Không lật rồi, sao anh ăn mặt sao? Ta nói lật thiền. Ê, anh lỡ cầm nè, anh tuốt này của mình. Nè nè nè, tuốt. Ừ. Rốt cuộc cũng lấy ra được. Bỏ miếng chả giò vô. Miếng dưa leo. Rồi, cá cái đóng luôn. Cuốn cái bả lại. Hàng xóm mình nói chuyện hơi lớn tiếng nha bạn. Đây. Chấm vô mắm me nè mọi người ơi. Nè mọi người, mời mọi người nè, mọi người há không nghe đây mình đút cho nè. Khi hả hỏng cuối cùng vẫn không được ăn nha mọi người. Anh lấy anh ăn luôn. Sao mình có cái muỗng mà mấy cái muỗng mình múc lên. Bữa nay bữa sáng á mình cho gia đình mình ăn món này. Buổi chiều mình cho gia đình mình ăn canh khổ qua với chả cá chiên. Gớp lên mình. Trời ơi, cái cuốn này đẹp quá anh ha. Thật là xinh xẻo. Xinh xắn, sắc xảo. Còn xinh xảo là cái gì? Xinh xẻo. Gặp mình đang cái giờ này nữa. Bị mấy bạn chửi chết luôn. Ồ, cái mắm me ngon quá trời luôn á. Không phải tự làm tự khen đâu mà thiệt ngon, ngon ha, ngon thiệt bộ, đúng không? Xử thêm cuốn đi mọi người.
rồi mình hãy kết thúc clip. Gia đình mình cũng chảy nước miếng chậm hết rồi. Chứ mình ngồi đây lâu quá, lát không được ăn cá đâu. Mọi người biết ăn gì không mọi người? Ăn phi lông chổi. đào lông chổi, phi lông dép. Chắc mình bỏ cái này xuống quá, đúng không? Cho dễ lấy. Rồi được rồi, nhìn nè, cũng dễ lấy nè. Quên bỏ miếng bún nè. Rau sắn đâu? Ăn cái này với con rau nó ngon. Mấy bạn thiếu gì nữa không? Thiếu khóm nè, thiếu chuối chát nè, thiếu khế nè. Mà tức là anh mình không biết ăn chuối chát. Mình không biết ăn chuối chát, còn bữa nay khế là không có, còn khóm là quên mua. Thôi nè mọi người ơi, đó, nó khùng tới rồi đó, tới giờ của tụi nó sẵn rồi đó. Đó mọi người, mời mọi người cuốn cúng cùi nha. Cá nó giòn gụm mà mọi người, không? Nãy giờ lo ăn quên cảm ơn cái chị cho. Cảm ơn chị đó tên Giang các bạn. Cảm ơn chị Giang nhiều dữ lắm nha. Cá của chị là cực kỳ ngon luôn á. Nó là gì vậy? À xương. Ê mà mấy cái dè dè á, em nghĩ nó cũng giòn gụm mà. Mấy cái dè dè là đó, cái mấy cành em mới lấy á. À, rồi mấy này nè. Ngang cái cây đúng không? Mà có điều là chỗ đó được nhiều xương lắm. Nhưng mà xương nó giòn gụm mà. Em ăn thử em. Thấy cục thịt thật là hấp dẫn. Rồi. Đó đã vậy các bạn. Trời ơi. Có hiệu ứng luôn. Lá đồ gơi gớt rồi nữa. Tay à. Ờ. Gì vậy? Lá nó bà vô tay em đau. À, nó mới bấm bông mấy bạn. Tại đa. Chứ nếu mà không nói mấy bạn nói nhỏ này làm màu, lá bay vô sao đau. Thôi mọi người ơi, mình dọn vô nhà để cho gia đình mình ăn chung nữa. Cảm ơn các bạn đã chịu khó ngồi xem hết vlog ngày hôm nay của anh em mình. Và nếu các bạn thích cái món ăn ngày hôm nay thì chắc chắn mình nghĩ là 90% là thích ăn rồi. Món này ngon lắm, không ai cưỡng được đâu. Thì các bạn nhớ để lại một like, share và subscribe để ủng hộ kênh và cũng như là tiếp thêm động lực cho anh em mình. Và nếu các bạn muốn anh em mình làm thử thách gì hay là món ăn gì cứ để lại comment bên dưới, biết đâu comment đó sẽ là nội dung tiếp theo cho video kế tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại. Tạm biệt.